Rồi quý vị ơi, tiếp theo bên sai 2116. Hồi nãy giờ ghi số 1 mà không có ghi thêm số 1 nữa. Này phải không? Rồi. Rồi tiếp theo là bên sai 2116, 10 cây sâm hương 550k. Cái này là tôi đặc biệt quay cho cái chị Kim Anh nha. Kim Anh ngày hôm qua là chị mua tổng cộng là 7-8 cây sâm hương gì đó, tổng cộng là 1,9 triệu rồi nha. Bữa nay tôi quay cho chị 10 cây này nữa, tiền ship luôn là 550 nữa nha chị. Rồi được thì alo chuyển khoản rồi tôi giao cây nha. Mua số nhiều là phải chuyển khoản trước nha. Ít quen ít ít thì tôi ship code nha, còn số nhiều là phải chuyển khoản trước à. Nào tôi nói trước đâu đó rõ ràng nha, tôi là cái gì vô là 1122 cái gì tôi nói liền à. Được thì mua bán cũng được thì thôi chứ không có gì chân nha. Rồi đây cây số 1 nè. Cái dòng này bây giờ là mấy cây này vậy là hết rồi nha chị, không có còn hàng nữa nha. Đó, có nhưng mà nó không có đẹp được như vậy nữa đâu nha. Cái cây như vậy là đối với bây giờ vậy là đã đẹp rồi đó. Là cái loại mà 50.000 cây đó, đây là cái này là hết hàng luôn rồi, không có hàng bán nữa. Đó, giờ những cây sau là nó không có bằng đâu, nhưng mà giá nó cũng 50.000 luôn nha quý vị. Cây sau dụ cây này 10, cây sau có 7 phần thôi, 8 phần nhưng mà giá vẫn bằng luôn. Đợt này tôi đi mua cái này là tôi mua về là không có bán, không có lời luôn nha. Tại vì nó lên giá đó nha quý vị. Đó, mấy này nó đâu có bán rẻ tôi nữa đâu. Về tới đây ra 40.000 cây này rồi. Đó, chi phí này nọ nữa, cây đâu có lợi nhiêu đâu. Đó. Rồi, 4 cây nha. Cây này cây thứ 5 nè. Đó. Trừ chi phí công cán đóng thùng rồi cũng đâu có lợi được nhiêu. 5-7.000 cây nữa thôi à. Rồi cây thứ 6 nè. Cây này cây thứ 7 nha chị Kim Anh. Rồi, về vô cái chậu mới đẹp ra liền. Cây này cây số 8 nha. Rồi. Đây là cây số 9 nha. Cây nào cũng có cái tàn vậy dìm dìm vô cái chậu lại nha. Quá vậy này dán bay bay đổ đổ bán đổ rồi vậy đó bay bay. Rồi cái cuối cùng cây số 10 nha chị Kim Anh. Rồi ngày hôm qua là 7-8 cây gì đó tôi cũng nhớ nha, 1,9 triệu tiền cây, bữa nay 550 đó. Được thì alo nha, đó, chuyển tiền là tôi gửi cây liền nha. Gì đâu chỗ này dùng rồn này, chặt chặt quá vậy. Rồi trên quay xuống nè, 5 giờ rồi hả? Đây nè. Rồi kết thúc nha.